Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nhé các bác. Vâng, và hôm nay là ngày 17 tháng 6, tiếp tục lên lô máy 13 con máy. Vâng, máy em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông và phạt cước, dây đeo, típ, mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và hôm nay em nên cho các bác một đầu máy cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Vâng, 100% là đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt thông thường. Nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn thì các bác pha tỷ lệ cao hơn, 30-40/1 nha các bác. Vâng, nổ máy hôm nay thì cái con 20cc thì không có đâu ạ. Phân khúc cc hôm nay từ 22cc cho tới 33cc. Giá tiền hôm nay thì cũng rất đa dạng nha. Chỉ từ 950.000 đồng cho tới 3.500.000 đồng. Và em xin nhắc lại một lần nữa, tất cả con máy em báo giá trên đây là đã bao ship, phí ship bao ship về đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo. Vâng, dù bất kỳ các bác ở cái địa phương nào, dù tận ở ngoài đảo Phú Quốc, em vẫn cứ bao ship hết cho các bác nha các bác. Vâng, và em sẽ điểm sơ sơ từ con 1 trước để các bác lựa chọn cho nó mất thời gian nha. Vâng, đặc biệt hôm nay có một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33 và cực kỳ hiếm luôn nha các bác. Nó thuộc hệ trong danh sách đỏ hiện tại hàng bây giờ đấy ạ. Hàng bữa nay không vẫn chưa về nha các bác. Vâng, một dòng phát chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Sinoqua S26 đẹp xuất sắc ạ. Thích những con tum rơi cái hình thức bên ngoài ạ, nhỏ gọn nhẹ nhàng nha. Các bác có thể chọn con số N11 ngày hôm nay. Robin 25cc. Vâng, một con hàng hệ hàng phát chuyên nghiệp, một trong những phiên bản đời cao cấp nhất của dòng thương hiệu Echocurit. Con số L10, Echocurit 265 nha các bác. Vâng vâng, công suất vừa vừa ấy. Các bác có thể chọn còn những con Sinoqua 231 Zenwatt Komatsu BC22004. Vâng, là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TU 26cc. Marujama tum rời 26cc. Marujama tum rời 23cc. Một con Sinoqua 3 số 2310 đẹp xuất sắc. Sinoqua 2 số 23cc và hai con Tanaka 22cc nha các bác. Và khi các bác chọn đơn, các bác nhớ cái mã của từng hôm nha. Mã hôm nay ngày 17 tháng 6 là mã chữ N. Khi các bác thích N1 này chẳng hạn nha, giá chỉ 1 triệu. Các bác kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo hoặc nhắn tin qua hai số điện thoại ạ. Cho một tin nhắn chốt N1 để ghi địa chỉ số điện thoại người nhận. Đấy là xong. Hình thức rất đơn giản nha các bác. Và trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt ạ. Vâng, sáng ra hoặc đông ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng. Tùy theo từng cái dòng ne nha. Hai con đầu tiên này, đó là dòng ne tai đỏ tự động ạ. Những cái dòng ne tai đỏ tự động này, các bác bơm xăng các bác gạt ne lên. Khi nào nổ các bác ga lên, tự khắc nó bật lại. Đó là những dòng ne tai đỏ tự động nha. Còn một số dòng ne bên tay phải ạ, đa phần là bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Còn một số dòng ne bên tay trái bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Ngoại trừ những dòng Sinoqua nó lại khác nha. À, con này vẫn thả xuống à? Ok, nhấc lên à? Đó, nó tùy theo từng cái dòng ne nha, không phải cứ Sinoqua đâu ạ. Sinoqua con này ạ, thả xuống là đóng, nên là mở, các bác để ý cái chiều le của nó nha. Có những cái con xanh như con này này, bắt đầu khởi động, nó tuy nó ở bên tay trái bắt đầu khởi động lại, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó, các bác lại tháo ra coi này. Đó, nhấc lên là đóng. Đó, các bác phải biết được chiều nào là chiều đóng, chiều nào là mở thì sử dụng, sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng nó mới dễ lổ được nha. Còn đa phần nó ở bên tay phải hết, tầm thường 95%, 96-97% nó ở bên tay phải này. Cứ nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó là cái sách, cái bài của nó là như vậy. Nhưng mà cũng ngoại trừ một số con đấy các bác lưu ý. Và đến những cái con nào mà nó khác khác một tí thì em cũng review rõ ràng đấy rồi nha các bác. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc trong ngày không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ ấy ạ, các bác không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng ne nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Chữ N ngày hôm nay. Giới thiệu cho các bác con N1 đến từ thương hiệu Talaka. Vâng, con này nó có tên riêng là CP2002. Phân khúc của nó là 22cc lòng 31 ly.
Vâng, để cái con này thì nó tình trạng của nó thì cũng đẹp xuất sắc cho các bác đây ạ. Có mỗi bình sơn lớn thay mới thôi. Đang sử dụng chế ga ngang, chế quang đồ, le đỏ tự động, tung rời, tung nhôm. Bố cồn này thì nó Talaka, nó khác với lại Maru một chút nha. Nó là bố tung của Talaka. Tay ga giữ đầu vào chắn cỏ đi. Giá chỉ có 1 triệu đồng. Đó, trong 1 triệu này thì đã có phí ship của các bác rồi. Đó, bao gồm phí ship và làm món phụ kiện kèm theo hết cho các bác rồi nha. Về tới nhà, các bác test đồ máy, kiểm tra máy ở đúng phụ kiện em vừa nói đó, đúng cái máy mình cần mua đó. Rồi các bác mới giao tiền cho nhân viên giao hàng nha các bác. Vâng, L1 giá chỉ 1 triệu ạ. Vâng, tiếp tới con số L2 cũng vậy ạ, Talaka. Con này có tên riêng là TBC4502. Vâng, con này nó cũng ở cái phân khúc 22cc lòng 31 đi thôi nha các bác. Vâng, với những thương hiệu này thì nó đang sử dụng chế ga ngang, chế quang đồ, le đỏ tự động, cũng tôm rời, tôm nhôm, bố cùn của Talaka. Tay ga dỡ đầu bò chắn cỏ đi. Vâng, con này thì nhìn có vẻ bề ngoài ạ, nó có vẻ không sáng mà con này một chút thì em giảm xuống 50.000 nha. Đó, để các bác chọn con nào cũng được. Còn chất lượng máy khẳng định hai con như nhau. Vâng, chỉ 950.000 đồng N2 ngày hôm nay. Vâng, Talaka tạm gọi là ở cái phân khúc 22cc lòng 31 này nha. Nó có tên riêng là TBC4502 nha các bác. Vâng, con số N2 ngày nay 950.000 đồng. Vâng, với những cái hiệu Talaka, những cái đời như con số L1 và N2 này, em khẳng định với các bác tua của nó cực kỳ nhanh luôn. Các bác có thể cắt cỏ bờ ao, bờ chuông, cắt gốc ngô, cắt gốc rạ đều ok hết nha các bác. Vâng, N2 chỉ có 950.000 đồng ạ. Vâng, sang tới con N3 giới thiệu cho các bác một dòng phát chuyên nghiệp Sinaqua 2 số nha các bác. Vâng, con N3 là Sinaqua 2 số, con N4 là Sinaqua 3 số. 3 số thì bao giờ nó cũng đắt hơn 2 số nha các bác. Vâng, với những con 2 số ấy, thì không phải riêng gì cửa hàng em, bất kỳ cửa hàng nào ấy, người ta cũng sẽ lên chế ga ngang cho các bác nha. Em đã lên chế ga ngang, chế 2 kim chỉnh các bác, một dòng chế tiết kiệm xăng. Và với những phiên bản đời này, đã lên cái chế này rồi ạ, em khẳng định các bác chấm hết luôn, cực kỳ ok luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái giá tiền của nó cực kỳ hợp lý nha. Vâng, với tình trạng con nó thì nó lên nguyên bản hết. Đó, em đã lên chế cho các bác rồi. Chế của nó tôm liền, tôm nhôm, tay ga giữ đầu vào chắn cỏ, rin rin nguyên bản, rin toàn tập. Giá chỉ 1.250.000 đồng N3. Vâng, với cái giá tiền này, cái phần khúc cỡ trung bình 23cc lòng 32 đi, chả có sự lựa chọn nào tốt hơn cái sự lựa chọn này đâu các bác ạ. Vâng, N3 1.250.000 đồng ạ. N3 giá chỉ 1.250.000 đồng ạ. Vâng, N4 vẫn là đến từ thương hiệu Sinaqua, dòng cũng phát chuyên nghiệp nha. Với những dòng này các bạn có thể phát cầy cã được ngày 7-8 tiếng ok, nó ở cái phân khúc cỡ trung bình. Vâng, con N4 là một con Sinaqua 3 số nha. Sinaqua 3 số thì đời nó cao hơn Sinaqua 2 số một đời. Vâng, nó có tên riêng là Sinaqua 230, phân khúc cũng ở 23cc lòng 32 ly. Vâng, con này thì đang sử dụng chế ga ngang, chế quang đồ, chế một kim, chế rin của nó rồi, không phải lên chế đâu ạ. Những cái đời 3 số là không phải lên chế. Tum liền, tay ga giữ đầu bò chắn cỏ rin cho các bác. Vâng, chỉ có 1.450.000 đồng L4 nha các bác. Vâng, cũng ở cái giá 1.450.000 đồng này, ở cái phân khúc 23cc này, con này cũng không có đối thủ nha các bác. Đó, em rất thích như các bác sử dụng những dòng thương hiệu Sinaqua này. Ơi, một số bác chưa biết về những cái dòng công suất máy hay là máy nào để phát cho nó vừa với ạ. Đó, hầu như đa phần em sẽ thiết kế để mà các bác không chê cái hình thức bên ngoài những dòng Sinaqua này lắm ấy ạ. Các bác cứ lựa chọn những thương hiệu này. Thứ nhất, nó vừa túi tiền. Thứ hai, cái độ bền bỉ của nó ấy ạ. Nó là gần như là ở top đầu trong những dòng máy Nhật bãi như các bác. Vâng, N4 giá chỉ 1.450.000 đồng ạ.
vớ con Sinagua này. À, xuống là đóng le nha, lên là mở le, bắt đầu khởi động bơm xăng, gạt xuống, nổ rồi nhấc lên, ngược lại bên tay phải nha các bác. Với con số L4 giá 1.450.000 đồng. Vâng các bác, thích những con tôm rơi thì các bác chọn N5, N6, N7 ngày hôm nay nha các bác. Vâng, N5 là một con đến từ thương hiệu Marujangma. Vâng, con này cũng ở cái phân khúc cỡ trung bình. Phân khúc của nó là 23cc lòng 32 ly. Tình trạng của em nó thì liền nguyên bản hết chứ các bác. Vâng, thực tế con này thì cũng còn rất đẹp nha. Ở cái vỏ nó hơi bạc bạc màu tí thôi. Vâng, sử dụng chế ga ngang, chế Guamaro, chế 1 kim. Và chắc chắn rồi, những thương hiệu Marujangma lúc máy có dập Made in Japan, dập nổi logo thương hiệu Marujangma. Sử dụng bố tum rơi, tum nhung, bố côn 260, tay ga giữ đầu bò chắn cỏ liền cho các bác. Vâng, chỉ 1.500.000 đồng cho con số N5 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Marujangma, phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. Với con số N5 giá 1.500.000 đồng ạ. Vâng, các bác thích những cái thương hiệu Marujangma nhìn hơn con số L5 một chút mà dòng phát chuyên nghiệp được ấy ạ. Đó, các bác có thể chọn con N6 ngày hôm nay nha. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Marujangma MB260. Phân khúc của nó là 26cc lòng 34 ly. Vâng, với con này thì các bác cũng có thể phát cày cã được với những cái thương hiệu này nha. Đặc biệt hơn, phiên bản này thì đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ, công tác luôn trên tay, đầu bò chắn cỏ đi. Vâng, tất cả đi nguyên bản hết, có mỗi bình xăng lớn là thay mới thôi. Vâng, với những thương hiệu này, như em nói trên đây, lốc máy cũng có dập Made in Japan, dập đổi như các bác. Và đặc biệt hơn nữa, phiên bản này sử dụng bộ chế cũng rất dễ sử dụng nha, chế bơm xăng tự động. Đó, à, cái chế bên của cái dòng chế này á, thì nó không sử dụng cái le nha. Đó, rất dễ sử dụng, bơm xăng này. Đó, bơm xăng lên rồi, các bác ấn vào cái nút đen đen này này. Đó, các bác ấn tầm khoảng 2 đến 3 giây. Tự xăng từ bình xăng con nó sẽ vào buồng đốt. Đó là các bác thay vì đóng le thì các bác ấn vào tự nó khắc vào buồng đốt. Đó, rất dễ sử dụng. Mà các bác lưu ý được bấm như em nói là bấm tầm khoảng 2 đến 3 giây thôi nha. Các bác bấm 4 5 giây hoặc là bấm nhiều quá ấy, nó dẫn đến trường hợp sạc xăng đấy ạ. Bấm vừa phải thôi. 2 3 giây thôi nha các bác. Và với thương hiệu này ngày hôm nay, đó nó chỉ có giá 1.800.000 đồng L6 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Marujangma, một dòng phát chuyên nghiệp, phân khúc của nó là 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, con số L6 giá 1.800.000 đồng. Vâng, tiếp tới giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TU như các bác. Vâng, TU cũng rất nhiều đời. Đây là phiên bản TU áo lớn. Vâng, với những con áo lớn này thì nó có sử dụng bộ trục giật có trợ lực, chế ga ngang, chế Guamaro, chế 1 kim, tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ đầu bò chắn cỏ, rin rin nguyên bản, rin toàn tập. Và đây là phiên bản sản xuất trong nước nha, lên lốc máy nó không dập đâu. Vâng, với bác nào lăn tăn về vấn đề ạ, ở nó phải dập lốc với là hàng Trung với là hàng Nhật ạ, xin các bác đừng đặt chốt đơn, tại vì trên video em cũng đã review sẵn rồi để phân biệt hàng nhái hàng thật ạ. Với những phiên bản áo lớn mà không có dập lốc ạ, ở cái lốc máy ạ nó có cái ô vuông này đó, nó nổi lên nha. Với những dòng máy Trung Quốc nó cũng không có đâu, ở cái mà dòng máy áo lớn đây này. Vâng, với tình trạng của em nói thì cũng đẹp xuất sắc cho các bác luôn đó, bộ dáng giáng sinh. Vâng, chỉ có 1.750.000 đồng N7 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Mitsubishi TU 26, 26cc lòng 33 ly ạ.
Vâng, con số N7 ngày hôm nay giá 1.750.000 đồng nha các bác. Vâng, tiếp tới là L8 nha các bác. Vâng, với để mà tư vấn thì em cũng thích các bác sử dụng những cái thương hiệu như Zenwatt, Komatsu này, cái đời BC này nha các bác, hoặc là Senewa 3 số này. Vâng, em rất thích tư vấn cho các bác những cái thương hiệu như thế này. Thứ nhất, xài rất ổn định. Thứ hai nữa ạ, nó cái giá tiền của nó ạ, nó sẽ rẻ hơn Mitsubishi. Vâng, rẻ hơn Mitsubishi nhưng mà chất lượng ít nhất phải ngang hoặc hơn đấy các bác ạ, để mà độ bền nha. Nhưng mà các bác hay để ý cái hình thức bên ngoài quá, hoặc là cái tên của Komatsu hoặc là của Shinawa nghe nó không quen tai lắm. Và đa phần các bác cứ chọn Mitsubishi cơ. Vâng, L8 là con đến với thương hiệu Zenwatt Komatsu, một dòng trong những dòng phát chuyên nghiệp nha, một trong những dòng gọi là ông tổ của cái máy Trung Quốc bây giờ đấy ạ. Vâng, Zenwatt Komatsu BC2004. Vâng, con này ở cái phân khúc 24cc, dòng của nó là 32 ly nha các bác. Đó, sử dụng chung xác máy với một con 26cc đấy ạ. Con này đang sử dụng chế ga ngang, chế qua một đồ, chế một kim, tum liền, tum nhôm. Và với những thương hiệu Zenwatt Komatsu đời này, đó, lốc máy nó có dập chữ Zenwatt Komatsu nha các bác. Tay ga giữ, đầu bò điền cho các bác. Vâng, giá 1.600.000 đồng cho thương hiệu Zenwatt Komatsu, phân khúc 24cc, lòng 32 ly ạ. N8 giá 1.600.000 đồng ạ. À, vâng, tiếp tới con số L9 là một con đến từ thương hiệu Shinawa 3 số nha. Vâng, con này ở cái đời 231 nha, nó có rất nhiều đời 230. Vâng, như con số L4 nha, nó có đời 230. Con này thì nó lại nhỉnh giá tiền hơn một chút. 231 thì nó đang sử dụng chế ga ngang, chế qua một đồ, chế hai kim chỉnh nha. Đây, kim chỉnh gió này, kim chỉnh xăng này, sử dụng chế rin luôn ạ, chứ không phải lên chế đâu. Vâng, cùng với con phiên bản này, tuy nó le ở bên tay trái ạ, nhưng mà các bác bắt đầu khởi động các bác phải bật lên nha, nổ rồi thả xuống, lưu ý nó ở bên trái ạ. Vâng, con này đang sử dụng bố tum liên, tay ga giữ. Vâng, với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.500.000 đồng. Vâng, 1.500.000 đồng cho con 3 số 2 kim. Nói thật với các bác, giá này cũng là giá xả đấy ạ. Vâng, chỉ 1.500.000 đồng cho thương hiệu Shinawa 3 số 231, phân khúc 23cc, lòng 32 ly ạ. Vâng, con số L9 giá 1.500.000 đồng. Vâng, sang tới L10, giới thiệu cho các bác một dòng phát chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Echocurit nha các bác. Vâng, đẹp xuất sắc. Vâng, đây là phiên bản Echocurit 265, phân khúc 26cc, lòng 34 ly. Vâng, đây là phiên bản xuất sắc nhất của dòng Echocurit, nghĩa là sao ạ? Nghĩa là con này đắt nhất ở cái phân khúc 26cc, lòng 34 ly, đến từ thương hiệu Echocurit nha. Echocurit cũng như tất cả các hàng ấy ạ, nó có rất nhiều đời, phân khúc 26, 261, 262, 263, 265 ấy ạ, và cũng chia ra rất nhiều đời nha. Và đây là đời cao cấp nhất ạ, nghĩa là đời đắt tiền nhất ạ, xịn sò nhất của thương hiệu Echocurit. Vâng, tình trạng của em nó thì riêng nguyên bản 100% cho các bác. Đang sử dụng bộ trụ giật có trợ lực, chế ga ngang, chế qua một đồ, chế hai kim chỉnh, tum liền, tum nhôm. Tay ga giữ công tắc lên tay, đầu bò chắn cỏ lên, đầu bò ngực chống con cỏ, rất xịn sò nha. Con này cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Giá 2.100.000 đồng N10 ngày hôm nay nha các bác. Đó, qua các bác có thể thấy hôm tối hôm qua ở video trước em có đăng một con cũng Echocurit phiên bản Echocurit 260, nó có 1.700.000 thôi. Vâng, con này lý do tại sao như em nói là đời cao cấp nhất ạ, nó kênh cái con đúng qua 400.000 cơ ạ. Đó, nó là phiên bản khác, nó đang sử dụng chế ga ngang qua một đồ nha các bác. Vâng, N10 giá 2.100.000 đồng ạ. Trợ lực rất dễ nổi nha các bác. N10 giá 2.100.000 đồng.
Vâng, các bác thích một con tùm rời phân khúc 25cc lòng 34 ly, thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng nha các bác, và giá tiền hợp lý, các bác chọn N11 ngày hôm nay. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Robin nha các bác. Robin 25cc lòng 34 ly. Đó, như em vừa nói trên đó ạ, thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng nha các bác. Đó, các bác có thể so sánh với một con Sirigua này. Đó, nó còn to hơn nha, nó to hơn. Còn là so với Echo cũng vậy, Echo nó cũng to hơn này. Con này là con sắc nhỏ, nó thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng nha các bác. Đặc biệt hơn, phiên bản này cũng đang sử dụng bộ giật có trợ lực bằng lò xo nha, giật nhất nhẹ nha. Chế ga ngang, chế quang rô, chế một kim, tung rời, tung nhôm, đẩy gà giữ, đầu bò rìn cho các bác. Giá chỉ 1.600.000 đồng N11 ngày hôm nay. Robin phân khúc 25cc lòng 34 ly ạ. Vâng, N11 giá 1.600.000 đồng, đã bao ship và làm món phụ kiện kèm theo. Vâng, tiếp tới giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Sirigua nữa nha các bác. Vâng, Sirigua F26. Vâng, với con F26 này, nó là dòng phát chuyên nghiệp phân khúc 26cc lòng 34 ly. Vâng, để mà tính công suất máy so sánh với những con 26cc ở những tất cả những cái hãng bình thường khác, so sánh với cả Mitsubishi TL26 luôn ạ, so sánh với cả BC26 luôn ạ. Nếu mà đồ khỏe nha, con này sẽ nhỉnh hơn nha. Nếu mà con TL26 nó là 26cc thì con này sẽ nó phải đạt 27-28cc đấy bạn. Tại vì nó sử dụng xác lớn nha các bác. Với những dòng Sirigua này thì nó đang sử dụng chế bơm xăng tự động nha. Em cũng đã lên chế ga ngang, chế hai kim chỉnh cho các bác nha. Một dòng chế tiết kiệm xăng, dễ sử dụng, dễ thay tháo. Và với một những con Sirigua mà đã lên chế này, em khẳng định với các bác ạ, nó chấp gần như tất cả các con cùng cái phân khúc của nó nha. Đó, các bác thể so sánh với những con Echo này, nó to hơn Echo nha, to hơn mà Robin đó. Và với thương hiệu này thì nó tình trạng của nó thì lên nguyên bản hết cho các bác, bình xăng lớn thay mới thôi, tum liền tum nhôm. Và với những con đời này ạ, đây là một trong những con F26 xuất sắc nhất tại Lồng Cơ Thành Định ạ. Nó đang sử dụng bộ tay ga bóp nha, bóp rin của nó đấy ạ. Đó, bóp rin của nó luôn cho các bác, tay ga đầu vò rin cho các bác. Giá chỉ có 2.150.000 đồng. Vâng, với những con này ạ, cách đây tầm khoảng năm trước thôi ạ, hoặc là 2 năm trước ạ, nó rơi vào tầm khoảng 2.4-2.5 đấy các bác ạ. Bữa nay cái giá này cũng là giá bán xả cho các bác ạ, nên chế rồi mà bán xả cho các bác ạ. 2.150.000 đồng N12 ngày hôm nay. Một con đến từ thương hiệu Sirigua có tên riêng là F26, 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, con số L12 giá 2.150.000 đồng nha các bác. Đó, các bác có thể so sánh với này một con L11 nha các bác. L11 này, đó, nó to hơn nha. Kể cả so sánh một con Echo này, đó, nó cũng nhỉnh hơn nha. Vậy lý do tại sao các bác nghe tiếng máy ạ, nó tua nó cực kỳ nhanh. Đó, lý do làm sao em phải bằng, nói là bằng, nó phải bằng con 27-28. Nếu mà để mà con này là 26cc của Echo, 25 của Robin, thì con này nếu mà tuy nó là 26 thôi nhưng mà đạt đến công suất tầm 27-28cc nha các bác. Vâng, còn cuối cùng ngày hôm nay cứ đáp đi, đang lỗi kỹ thuật một chút ạ, cái chụp giật đang lỗi kỹ thuật một chút, em vẫn review bình thường. Vâng, N13 giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. Ở đây là một trong những con gần cuối cùng của bên Lồng Cơ Thành Định nha, đẹp xuất sắc. Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly. Tình trạng của em nó thì rin nguyên bản hết cho các bác. Đó, bình xăng lớn là thay mới rồi nha, tất cả rin nguyên bản.
Đối với những con này thì nó ở cái phân khúc 36 lòng 36 33 cc ạ, à, đắt tiền nhất, xịn sò nhất ạ. Xịn sò nhất nó có rất nhiều lý do để nó một con nó mặn đắt tiền nha. Thứ nhất nó phải ngon ạ, tiết kiệm xăng. Đó, cái thứ hai đồ thay tháo quả mới như cái thằng này này, nó cực kỳ sẵn nha các bác. Và với thương hiệu này thì nó đang sử dụng bố tum rời, tum nhôm, bố côn 330, tum lớn, côn lớn. Vâng, và với thương hiệu này sẽ bán giá 3 triệu 500 ngàn đồng nha các bác. 3 triệu 500 ngàn đồng N13 đang sử dụng bộ tay ga giữ. Đó, đầu bò điên cho các bác, có chắn đá là mới thôi. Và với những thương hiệu Mitsubishi DTL 33, Mitsubishi này DTL này, lúc máy có dập Made in Japan, dập nồi để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật nha. Vâng, N13 con cuối cùng ngày hôm nay Mitsubishi TL33 giá 3 triệu 500 ngàn đồng ạ. Vâng, con số L13 giá 3 triệu 500 ngàn đồng ạ. Vâng, em khẳng định với các bác 3 triệu 500 ngàn đồng. Để các bác nào chưa biết về những cái dòng máy này ở kia, thành định này là bán đắt quá lọ kìa. Em khẳng định với các bác, em có lên con này 50.000 đến 100.000 nữa vẫn có người chốt đấy ạ. Với những người đó là những người khách quen, đó người ta tin tưởng cửa hàng thôi. Vâng, L13 giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con lô máy 13 con. Em xin nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Vâng, bác nào chưa thích con nào là chưa chọn được hoặc là chốt chậm chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 7 giờ 30 phút buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Vâng, riêng cái video này ạ, thì hôm nay lại vợ cho đi ăn nhậu ạ, lại quay sớm trước một tiếng đồng hồ nha các bác. Còn bình thường cứ 7 giờ. À, cái giờ giấc của nó thì nói thật với các bác này em không dám khẳng định 100% được. Vậy em cho khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 phút nha. Nó còn liên quan đến quay video này, liên quan đến đăng video nữa ạ. Mạng khỏe thì nó lên sớm, mạng yếu thì nó lên chậm. Đó, còn đa phần thợ như em buổi chiều nó làm từ 2 giờ cho đến 6 giờ. Và đã vào 6 giờ em quay video. Nó rơi vào quay video rơi vào tầm khoảng 20-30 phút, xong từ tải lên thì cũng tầm 30 phút nữa, nên em cho trong khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 phút buổi tối hàng ngày nha các bác. Với em sẽ kết thúc video tại đây, xin chào toàn thể bà con, cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.